bạn đã vượt được qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Silong là tên gọi cũ của quốc gia nào? Indonesia, Malaysia, Sri Lanka hay là Samoa? Xin mời bạn. Con này em không nghe biết cái tên này chưa? Em đã nghe đến tên Silong. Vâng, Silong. Nhưng mà em không biết câu trả lời. Em nghĩ là em sẽ sử dụng quyền trợ giúp đầu tiên là hỏi ý kiến của chồng em. Tức là bạn quyết định nhanh như vậy luôn? Vì em nghĩ là chồng em sẽ biết. Vâng. Dạ. Thế xin mời bạn Hậu xuống đây để trợ giúp cho vợ mình. Bạn đứng sang bên này. Vâng. Bạn biết thông tin này. Em cũng đoán là Sri Lanka. Sri Lanka. Em không chắc thôi. Cả Ceylon, cả Dima. Đúng không? Okay. Tại sao bạn có thông tin này bạn Hậu? Mình đã từng đi Sri Lanka rồi. Bạn đi Sri Lanka rồi. Thực ra tôi biết bạn gọi câu này xuống, mời bạn chồng bạn xuống để bạn nắm tay thôi chứ đúng không? Chứ còn là có thể bạn cũng biết câu trả lời rồi đúng không ạ? Không, em không biết thật. Vâng, dạ. Bạn không biết thật. Và chồng bạn thì rất tự tin với câu trả lời vừa rồi. Nhưng phương án chính xác của câu này thì xin mời bạn phải chọn đã. Vâng. Dạ, em chọn phương án C là Sri Lanka. Sri Lanka. Phương án chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã sử dụng quyền trợ giúp đầu tiên, đó là mời người bạn đồng hành xuống để trợ giúp. Bạn Hậu đã từng đến quốc gia này và với những thông tin bạn biết như vậy thì không có gì phương án này có thể là sai được. Xin chúc mừng bạn, phương án C là chính xác. Xin cảm ơn bạn Hậu. Xin chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Yeah. Bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Danh hiệu nào của kỳ thủ không được phong tặng chính thức bởi Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới FIDE? Kiện tướng, kiện tướng quốc tế, đại kiện tướng hay là siêu đại kiện tướng? Xin mời bạn. Em nghĩ là phương án D. Vì cả ba đáp án kia thì em đều đã nghe rồi. Đã nghe rồi? Dạ, chỉ em chưa thấy ai gọi là siêu đại kiện tướng. Nhưng mà em không phải là một người giỏi về cờ vua. Chồng em là một người rất giỏi. Nhưng em đã sử dụng mất quyền trợ giúp để rồi. Em không tự tin lắm với câu này. Em nghĩ là câu này em sẽ sử dụng quyền trợ giúp. Sẽ sử dụng quyền trợ giúp. Bạn dùng quyền trợ giúp gì? Em muốn hỏi ban cố vấn. Hỏi ban cố vấn. Vì em nghĩ là mình có một phóng viên kỳ cựu làm thể thao văn hóa, thì em nghĩ là câu này chắc là anh sẽ biết. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái. Vâng, xin chào. Chúng quay. Vâng, người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn và muốn nhờ hai anh trợ giúp. Hai anh sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Dạ, em xin hỏi là danh hiệu nào của kỳ thủ không được phong tặng chính thức bởi Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới? Không được phong tặng chính thức. Thứ nhất là kiện tướng, thứ hai kiện tướng quốc tế, thứ ba đại kiện tướng và cuối cùng là siêu đại kiện tướng ạ. Mình nghe là kiện tướng rồi là đại kiện tướng là thường đúng không? Có cả kiện tướng cao cấp. Kiện tướng quốc tế, nghe siêu nhân, siêu nhiếc thì nghe có vẻ là ít nghe. Đáp án D nhá. Đáp án D là không chính thức. Em cảm ơn ạ. Vâng, đáp án D đúng như bạn suy luận. Dạ, vâng. Và các nhà thông thái cũng tư vấn cho bạn là phương án D. Dạ. Vâng. Thì em không có lý do chọn đáp án khác, em sẽ chọn đáp án D. D, siêu đại kiện tướng. Vâng. Và ở câu này bạn đã bỏ phí một quyền trợ giúp vì bạn đã hơi thiếu tự tin. Phương án D là phương án chính xác. Chúc mừng bạn. Hiện tại FIDE áp dụng hệ thống xếp hạng ILO để
phong các danh hiệu chính thức cho các kỳ thủ cờ vua. Trong đó kiện tướng có khoảng 2.200 ilo trở lên, kiện tướng quốc tế là 2.400 ilo trở lên, đại kiện tướng là 2.500 ilo trở lên. Các kỳ thủ đạt ilo trên 2.700 được đặt một danh hiệu không chính thức là siêu đại kiện tướng và cũng được thừa nhận rộng rãi trong làng cờ vua nhưng không chính thức. Tức là nó cũng có cái danh hiệu này. Nhưng mà anh em biết với nhau thôi, đại khái giới thiệu để cho biết, tại vì đại khái nó cao quá thì hết kịch trần rồi. Nhất nhì ba thì thêm giải đặc biệt kiểu thế, thì là đây là nó không được chính thức. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái. Vâng, xin chào. Xin chào. Vâng, xin chúc mừng các anh đã tư vấn thành công cho người chơi của chúng tôi. Đây bắt tay anh cái và chúc mừng. Cái câu cầu vua này là câu khó đấy, bởi vì là trong thời điểm hiện tại là Liên đoàn cờ vua thế giới là họ thấy rằng là có quá nhiều những người giỏi, có quá những nhiều những người giỏi và có những người có cái chỉ số Elo rất cao, ví dụ như là cao trên 2.700 điểm Elo thì được coi là siêu đại kiện tướng quốc tế chẳng hạn. Thì hiện tại trên thế giới đâu đó có số lượng rất là ít và Việt Nam chúng ta có một Lê Quang Liêm. Lê Quang Liêm. Nhưng mà có phải là siêu đại kiện tướng không anh? Siêu đại kiện tướng luôn. Vâng, xin cảm ơn các nhà thông thái. Bạn đã vượt qua câu số 8, phần thưởng hiện tại của bạn đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng bạn sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn chỉ còn hai quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng với câu số 9 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Từ ngày 23 tháng 6 năm 2021, trên loại tiền mệnh giá nào do Ngân hàng Anh phát hành có in chân dung nhà khoa học Alan Turing? 5 bảng, 50 bảng, 10 bảng hay là 20 bảng? Xin mời bạn. Em cũng không biết câu này. Cũng không biết câu này. Dạ vâng. Vâng. Vậy thì dùng quyền trợ giúp thôi. Vâng, em sẽ dùng quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Chắc chắn rồi, tại vì 50-50 cũng không giải quyết được việc gì. Dạ vâng, đúng. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Em sẽ gọi điện cho bạn Thanh Uyên, là một bạn đồng nghiệp cũ của em. Bạn Thanh Uyên? Dạ vâng. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối với bạn Thanh Uyên ạ. Rồi, có tín hiệu đây rồi. Alo. Xin chào bạn Uyên ạ. Dạ, em chào anh ạ. Vâng, bạn Uyên đây, tôi là Dũng, đang gọi cho bạn từ chương trình Ngay là Triệu Phú. Và tôi đang ngồi với một người bạn của bạn, đồng nghiệp cũ của bạn, bạn Thủy Tiên. Bạn Thủy Tiên đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và muốn nhờ sự trợ giúp của bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Vâng, hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Uyên ơi, tìm giúp chị đồng bảng Anh in hình của Alan Turing là ALANTURING từ năm 2021. Còn 10 giây. Alan Turing. Đồng mấy bảng? 69 50 bảng, 50 bảng. Ok, cảm ơn em. Vâng. Người bạn của bạn tư vấn là 50 bảng. Vâng. Dạ. Bây giờ lựa chọn là bạn. Dạ, em không có lựa chọn khác vì em không biết câu trả lời. Em sẽ chọn đáp án B là đáp án cuối cùng của em. B, 50 bảng. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Alan Turing là một người đã có công lớn đối với Anh trong Thế chiến thứ hai với kỹ năng phá khóa mật mã. Và tờ tiền mới được phát hành vào ngày 23 tháng 6 là đúng vào dịp sinh nhật của ông. Nên là đây là một cái dấu ấn mà chúng ta có thể nhớ đến chi tiết này. Dạ. Vâng, bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 22 triệu đồng. Bạn chỉ còn một quyền trợ giúp nữa, đó là 50-50. Bạn sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Tên của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã được đặt cho công trình gì ở tỉnh Guantanamo, đất nước Cuba anh em? Công viên hay là một trường học? Mời bạn. Em lại không biết câu này. Cũng không biết câu này. Dạ. Vâng. Bạn còn một quyền trợ giúp, chỉ ít là sẽ giúp cho bạn bớt được lựa chọn. Em cũng sẽ thử 50-50. Bạn sẽ sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Dạ vâng. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, chúng ta còn một sân vận động hay là một con đường? Bây giờ thời gian sẽ dành cho bạn để suy luận.
em hơi thiên về phương án một con đường một chút, nhưng mà bởi vì em không nghĩ là Cuba xây một sân vận động ở Guantanamo. Nhưng thật ra đáp án một con đường thì em cũng không chắc chắn lắm. Cả hai phương án này bạn đang không chắc chắn. Cũng không nghĩ là xây sân vận động, cũng không nghĩ là xây một con đường. Nhưng chắc chắn là một trong hai phương án này có một phương án đúng. Dạ, cái đấy em cũng đồng ý với anh. Ok, bây giờ bạn có hai lựa chọn. Một, bạn chọn một trong hai phương án này. Nếu đúng, bạn lên mức 22 triệu của một tấm séc của tôi. Nếu sai, bạn về mức 2 triệu. Lựa chọn thứ hai, bạn ngừng cuộc chơi tại đây, bảo toàn phần thưởng 14 triệu. Và bạn vẫn có thể chọn một trong hai phương án để xem có đúng hay không, nhưng lúc ấy cho vui thôi. Vâng, còn tiền là 14 triệu để cầm về. Hai lựa chọn như vậy, bạn chọn cách nào? Em nghĩ là em sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Bạn sẽ dừng cuộc chơi ở đây? Dạ. Vâng. Như vậy là người chơi của chúng ta quyết định dừng cuộc chơi. Nào, bây giờ thoải mái rồi. Phần thưởng 14 triệu chắc chắn thuộc về bạn. Nào, chúng ta thử xem chúng ta có vượt qua câu số 10 không? Mời bạn. Em chọn đáp án B. Chọn đáp án B. Yeah. Vâng. Và rất may bạn đã dừng lại vì phương án chính xác là A, một sân vận động. Rất may là tổ tiên của em đã mách bảo là em nên dừng lại. Vâng. Dạ. Yeah. Bạn đã linh cảm rất tốt. Như vậy là phần thưởng của bạn sẽ là 14 triệu đồng. Tại tỉnh miền đông Guantanamo, cách xa La Habana hàng nghìn cây số, sân vận động mang tên Nguyễn Văn Chỗi được xây dựng hiện đại và khánh thành vào tháng 11 năm 1965. Đấy là thêm thông tin cho bạn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã đến tham dự chương trình Ngay là Triệu Phú. Và có một phần thi rất hay và cũng rất vui là bạn đã có phần thưởng để mang về. Vâng. Vâng, đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đến cổ vũ cho chương trình. Với các quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Xin cảm ơn bạn, xin chúc mừng bạn.